chùa Thiền Tông Tân Diệu rộng hơn 1.000 m², nằm khiêm nhường tại số 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, được Thiền sư Ni Đức Thảo dựng lập vào ngày 15 tháng 10 năm 1956 âm lịch. Những ai đã một lần đến chùa đều cảm nhận được không khí trong lành cùng cây cối xanh tươi, cũng như sự bình yên thanh tịnh nơi vùng quê xa xôi hẻo lánh này. Bảng hiệu cổng chùa có ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Thiền Tông Tân Diệu, chuyên dạy giải thoát. Hai bên cột có dòng chữ: là nơi phổ biến pháp môn thiền tông của Đức Phật dạy, truyền theo dòng thiền tông. Phía trong bên trên cổng có ghi câu: người tu theo thiền tông không chứng đắc gì cả, mà chỉ để trở về Phật giới. Hai bên cột phía trong có ghi: Đức Phật lập ra đạo để giúp người giác ngộ và giải thoát. Là đệ tử chân chính của Đức Phật, không vì danh và tiền mà làm mất tinh hoa của Đức Phật dạy. Chùa Thiền Tông Tân Diệu là nơi thực thi lời dạy của Đức Phật trong Kinh Kim Cang. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn 500 năm sau cùng, pháp môn Thiền Tông phải được nói rõ ra. Trước mắt chúng tôi là Thiền Tông Phật Đài, là nơi nhắc nhớ lại hình ảnh Đức Phật đã kiểm thiền các đệ tử của Ngài trên mặt bằng rộng lớn tại núi Linh Thứ thuở xưa. Trên đài là tôn tượng Đức Phật ngồi cao lớn độ hơn 6 m, tay phải Ngài cầm hoa sen đưa lên. 10 bức tượng phía dưới là 10 đệ tử lớn của Ngài đang chắp tay quỳ gối. Chiêm ngưỡng Thiền Tông Phật Đài, lòng chúng tôi cảm thấy bồi hồi khi được đứng cạnh các bức tượng đảnh lễ Đức Phật, như được trở về với lịch sử xa xưa. Được biết, chùa là nơi duy nhất phổ biến pháp môn thanh tịnh thiền của Đức Phật dạy những năm sau cùng, trong suốt 49 năm giáo hóa của Ngài. Pháp môn này sau được gọi là Thiền Tông. Hiện người đang đứng đầu ngôi chùa là viện chủ Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân. Hơn 60 năm qua, từ khi nhận được quyển huyền ký của Đức Phật từ sư bà Thiền sư Ni Đức Thảo, ông luôn trăn trở để tìm nhiều phương cách phổ biến pháp môn Thiền Tông tuyệt quý này, nhằm giúp nhiều người giác ngộ cũng như hiểu được những lời dạy chân thật của Đức Phật. Đã hơn 10 năm, từ năm 2006 đến nay, ông đã sưu tầm và viết ra thành 10 cuốn sách về pháp môn thiền tông học. Hoài bão của ông là vâng lời Thiền sư Ni Đức Thảo để xây dựng nên ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu, ghi lại những lời dạy của Đức Phật và các vị tổ. Ngày nay, ông thực sự được coi là người giữ lửa cho pháp môn thiền tông học. Năm 20 tuổi, tôi nhận được cái tập nhật ký này thì tôi cũng đáng đo đó, không biết mình có xây dựng nổi được cái chùa này không. Như thế mà khi mà tôi tốt nghiệp làm răng ra đó thì tôi mới tập trung làm để lấy một phần để dành để lại mấy mươi năm sau mới xây dựng cái chùa này. Vì thế mà mấy mươi năm tôi chữa bệnh cho nhân dân đó thì tôi trích một phần để tôi xây chùa này. Bên phải Thiền Tông thất là tôn tượng Đức Phật khai thị Thiền Tông, bên dưới là 9 vị đệ tử của Đức Phật ban đầu, gồm 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu. Phía trên là bức tượng vị thần Kim Cang. Mạch nguồn Thiền Tông xuất phát từ nơi mặt bằng rộng lớn bên khu vườn dưới núi Linh Sơn của nước Ấn Độ. Mạch nguồn Thiền Tông chảy mạnh xuôi về nam của Trung Hoa, qua biên giới Việt Trung vào tỉnh Vĩnh Phúc, qua Bắc Ninh rồi đến thành Thăng Long, tức Hà Nội ngày nay. Sau đó, vua Trần Nhân Tông nhận được quyển huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông, nên được coi là vị tổ Thiền Tông đời thứ 34, cũng là sơ tổ Thiền Tông đầu tiên của Việt Nam. Sau đó,
Tổ Trần Nhân Tông đã lên núi Trúc Lâm Yên Tử dạy đạo Thiền Tông, lập ra phái Trúc Lâm Yên Tử và truyền ra cho vị tổ thứ hai và ba của Việt Nam là Ngài Pháp Loa và Huyền Quang, cho nên mới có danh từ Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử. Đến đây, mạch nguồn Thiền Tông tiếp tục chảy xuôi về Nam, đến Huế rồi tạm ẩn 182 năm. Mãi đến những năm 1950, mạch nguồn Thiền Tông lại bùng lên tại đất Rồng. Tại chùa Thiền Tông Tân Diệu, tỉnh Long An, Thiền Sư Ni Đức Thảo, viện chủ chùa lúc bấy giờ, may mắn nhận lại được quyển huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông, nên bà được xem là sơ tổ của dòng Thiền Tông thời mạt Pháp này. Quyển huyền ký của Đức Phật sau đó được trao cho soạn giả Nguyễn Nhân là viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu ngày nay. Cái pháp môn Thiền Tông này á, Đức Phật dạy cách đây là 2561 năm. Mục đích là duy nhất để tu cho thành Phật. Mà lúc đó thì không có thể giảng tại cái lúc cái hội của Đức Phật được, mà phải lưu chuyển truyền theo dòng Thiền Tông 36 đời tổ. Trong đó có 33 đời tổ được truyền, còn 3 đời tổ không được truyền. Là lý do là cái pháp, là cái bản gốc của Đức Phật đã truyền, đã chôn rồi. Khi mà vua Võ Giác Thiên mới cho chép tại 600 quyển thì để phổ biến cho sao. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy là khi nào Long Nữ ở Đức Rồng mà nhận được tập nhiệm ký này thì mới phổ biến pháp môn này ra được. Chùa Thiền Tông Tân Diệu còn được người dân địa phương gọi với cái tên trìu mến, chùa thơ. Chúng tôi quan sát thấy ngôi chùa này là nơi duy nhất có khắc lại rất nhiều bài kệ bằng đá của Đức Phật, của những vị tổ sư Thiền Tông, những bài thơ của những vị đạt được bí mật Thiền Tông. Chúng tôi xin trích hai câu kệ của tổ Mahakasyap, vị tổ đầu tiên của pháp môn thanh tịnh thiền. Sen xuân nở tại Linh Sơn, thiền hoa thanh tịnh ơn trên Phật Đà. Hết câu kệ của Thiền Tông dựa nêu tất cả những bản và ban tấn của tổ Thiền Tông đã ngộ đạo lưu lại cho hậu thế. Vì sau đó lập những cái bia đá mà phân tích tất cả các pháp môn tu của Đức Phật, và đồng thời là ghi dấu những cái kỷ niệm mà ngày xưa Đức Phật đã dạy đạo ở dưới nơi này, thì chùa Tịnh Diệu chúng tôi sẽ hoàn thành trong vài năm tới. Đối diện Thiền Tông Thất là các phù điêu và bài kệ của Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Các phù điêu được sơn vàng và chạm trổ cũng khá công phu. Phù điêu chính giữa là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tay phải và tay trái Ngài đều cầm một cành hoa sen. Ngụ ý, Ngài nhận nhiệm vụ nối tiếp làm tổ vị Thiền Tông đời thứ 34 và sau đó sẽ trao truyền lại cho người sau. Theo lịch sử, Phật Hoàng Trần Nhân Tông sau đó trao lại sứ mạng gánh vác Thiền Tông cho nhị tổ Pháp Loa. Kế đến, nhị tổ Pháp Loa trao ngôi vị tổ Thiền Tông cho Tam Tổ Huyền Quang. Thật lấy làm vinh hạnh khi Việt Nam chúng ta có đến 3 vị tổ Thiền Tông, nhắc lại một phần lịch sử vẻ vang của nước nhà. Đó là nước Việt Nam chúng ta có vị vua tu tập Thiền Tông thành Phật, cho nên mới có danh từ Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử. Đối diện phù điêu Đức Phật cổ Nhiên Đăng là phù điêu hình ảnh của sư bà Thiền Sư Ni Đức Thảo, người sáng lập ra chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tay phải bà cầm một cành hoa sen, tay trái cầm quyển sách. Đó chính là quyển huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Bà đã phó chúc dặn dò thế hệ sau bằng bài kệ 24 câu. Hoa thiền nở tại Linh Sơn, thầy đã nhận được quý hơn ngọc vàng. Quê hương chưa được bình an, Thiền Tông chưa được mở mang nơi này. Các con ghi nhớ lời thầy, giang sơn nối lại nơi đây mọc thiền. Vạn dân sum họp bình yên, mạch chảy nguồn thiền phải phát bùng ra. Lòng từ của Phật Thích Ca,
25 thế kỷ hiện ra nơi này. Các con ghi nhớ lời thầy, đến đời Minh Triết nên xây chùa thiền. Chánh điện chùa thờ thật đơn giản, duy nhất chỉ một tượng Đức Bổn Sư, tay phải cầm cành hoa sen đưa lên, tay trái để ở đầu gối úp xuống, ở thế tự nhiên thong thả, một biểu tượng của thiền tông. Bao xung quanh ngài là dàn đèn trang trí chớp tắt, tượng trưng cho điện tử quang bao quanh công đức của ngài mà một số nơi thường gọi là hào quang. Giữa chánh điện có dòng chữ: Chánh điện thiền tông, tu theo pháp môn thiền tông, cốt để thành Phật. Câu này xuất phát từ trong tập thiền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông. Có nghĩa là khi Đức Phật truyền cái cuốn thiền ký này đi thì sẽ để lại cho hậu thế những cái lời tuyệt mật từ lời dạy của ngài. Nhưng cái cốt bẫy của Đức Phật muốn nói là dẫn con người đi ra ngoài cái quy luật của nhân quả luân hồi này, tức là dẫn con người đi về làm thành Phật. Bên tay trái và phải tôn tượng Đức Bổn Sư là ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Đằng sau chánh điện là điện thờ ba vị tổ sư thiền tông kỳ đặc của ba quốc gia tu theo thiền tông Phật giáo là Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam. Đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ Huệ Năng, tổ Trần Nhân Tông. Cũng tại điện tổ thiền tông này là nơi thờ vị tỳ kheo ni Đức Thảo, thế danh là Trần Thị Liệu, là vị khai lập chùa thiền tông Tân Diệu. Hồi còn là cư sĩ, nhân bà đọc kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang và Pháp Bảo Đàn, bà nhận ra bí mật thiền tông, nên bà lập ngôi chùa thiền tông Tân Diệu này. Nguyện ước của bà là phổ biến pháp môn thiền tông tuyệt quý này cho nhiều người cùng biết. Khi mà anh đến chùa thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Rõ ràng là coi như là thấy nó rất là thanh tịnh, nó không phải là cái hình thức, hình tướng bên ngoài. Nó là coi như là những lời bản đá của các vị tổ trả lời lên bản đá, coi như là sống trong cái thanh tịnh, biết tánh người, tánh Phật. Như thế là không còn mê tín nữa, rồi nhận được cái là khi mà mình biết cái pháp môn này, khi mà hết duyên ở thế giới này mình đi về đâu. Thì có người bạn tốt xem trên mạng ấy, biết rồi giới thiệu với chú tìm đến đây để mà nhờ được cái học hỏi cái công thức của Đức Phật. Tôi ngày xưa là cũng muốn đi tìm một cái tâm linh gì đó, ngày xưa là tôi cũng theo bạn bè đi ngồi thiền rồi cũng đủ mọi thứ đấy. Nhưng mà khi mà có một anh bạn tên là anh Nguyễn Thành Trung, anh cũng đồng tu mà anh xem trên mạng, anh phát hiện ra cái pháp môn này thì anh có gọi điện cho tôi và anh cho tôi mượn sách, xong rồi tôi nhờ anh thỉnh hộ cái máy nghe đấy. Thì tôi về ngày đêm tôi nghe thì tôi thấy là nó thấm nhuần vào cái ý tưởng của mình, mà trong người mình cứ khao khát muốn được đến đây và muốn được tu cái pháp môn này. Và tại vì là căn bản là mình mấy chục năm trước mình cũng đã đi tìm rồi, bây giờ tìm đúng nơi thế là rất là mừng, phấn khởi. Cứ tuần tự, hai tuần một lần, chùa Thiền Tông Tân Diệu lại tổ chức lễ truyền bí mật Thiền Tông cho các Phật tử trên cả nước. Đây là phần nghi lễ rất trang trọng để chứng nhận cho các Phật tử đã giác ngộ được lời dạy của Đức Phật, cũng như nhận ra được Phật tánh thanh tịnh nơi chính mình. Mỗi một Phật tử là một câu chuyện riêng về sự giác ngộ. Nhân buổi lễ truyền thiền, Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng đã phát miễn phí quyển sách Đức Vua Trần Nhân Tông cho tất cả quý Phật tử. Theo Ban Quản trị, đây là quyển sách vô cùng quý giá, nói về Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất này. Qua cái khoảng thời gian mà em tu tập mà pháp môn thiền tông á, thì em thấy là rất là an nhiên và thấy
buông bỏ những cái chuyện đó. Và hơn nữa là khi mà em biết về truyền tông á, thì em nhận thức rõ hơn là cuộc sống này á, nó quý nhất. Đúng như Phật Tổ Tông nói là ở thế gian này ngôi vua là quý nhất, còn khi mà người đối với người giải thoát thì có ngôi truyền tông là quý nhất. Thì em cảm nhận nó rất là thực tế và khoa học, thì em cũng muốn là mọi người ở trên thế gian này đều biết có ngôi truyền tông là quý nhất. Bên phải Phật đài là thiền tông thất dành cho ban quản trị chùa tu tập, nghỉ ngơi và tiếp khách. Bên trong thiền tông thất thật đơn giản và không cầu kỳ. Chính giữa trên tường có treo ảnh của Đức Phật ngồi kiểm thiền. Thiền tông thất thường diễn ra các buổi họp thường kỳ của ban quản trị chùa nhằm đưa ra những kế hoạch triển khai tốt các buổi lễ truyền thiền và các buổi trả lời câu hỏi từ Phật tử trong và ngoài nước. Tông chỉ và cung lĩnh thì chùa có ghi trên cái bảng trên xem kinh điển, thì mục đích là để nói cái này ra để cho nhiều người cùng biết về cái thần ký của Đức Phật về cái dòng thiền tông, và mọi người cùng biết cái này để chi thoát ra ngoài cái quy luật nhân quả luân hồi của cái đất này, từ đó biết sự thật nơi cái đất này từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất của cái pháp môn thiền tông. Ngày 18 tháng 12 năm 2016, chùa Thiền Tông Tân Diệu đã tổ chức buổi lễ đón nhận giấy phép giải đáp pháp môn Thiền Tông học vào các ngày chủ nhật hàng tuần. Dưới sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại địa phương và Phật tử trên cả nước. Do Đảng nhà nước thì lúc nào cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Phật tử, các nhà sư, quý thầy, các tôn giáo hoạt động. Thì nhân cái buổi lễ hôm nay đến dự thì với chỗ chùa Tân Diệu với quý vị về tín ngưỡng tâm linh, thì mình cứ làm, cứ thực hiện, không có vấn đề. Chỉ có về phía nhà nước chỉ có yêu cầu chùa Tân Diệu mình thực hiện đúng các cái quy định của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Thay mặt giáo hội tuyên dương công đức của trưởng ban quản trị gìn giữ trông coi cũng như xây dựng ổn định và phát triển của chùa Tân Diệu từ xa xưa đã có. Một sự kiện quan trọng của chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An vào ngày 14 tháng 5 năm 2017, chùa đã tổ chức buổi lễ công bố huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông, được đông đảo Phật tử đón nhận dưới sự chứng kiến của lãnh đạo chính quyền địa phương, sự chứng minh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. May mắn thay, trong quá trình ghi lại những thước phim về chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng tôi đã được một Phật tử chia sẻ vài ảnh chụp ghi lại khoảnh khắc quyển huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông do soạn giả Nguyễn Nhân sưu tầm, được đưa trở về cái nôi của chính đạo Phật. Đó chính là khu Đại Tháp Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo ở Ấn Độ. Nếu có dịp, Phật tử hãy một lần ghé thăm chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An để được tìm hiểu về pháp môn thanh tịnh thiền mà Đức Phật Thích Ca đã truyền lại cho hậu nhân.